Kênh Nhung Nam Thu Bắc xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách chữa đau bụng kinh hiệu quả cho phái nữ tại nhà. Cách chữa đau bụng kinh là chủ đề được nhiều người quan tâm. Đối với chị em phụ nữ thì đau bụng kinh là một trong những vấn đề khiến nhiều người phải lo lắng, bởi không phải cản trở gây khó khăn trong quá trình sinh hoạt mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản. Dưới đây là những phương pháp chữa đau bụng kinh hiệu quả mà bạn có thể áp dụng. Dùng nước ấm chườm. Nếu chị em bị đau bụng kinh, hãy dùng nước ấm đổ vào túi chườm hoặc bình thủy tinh rồi chườm nhẹ nhàng lên vùng bụng dưới. Với tác dụng của nước nóng giúp tử cung co thắt nhịp nhàng nên huyết kinh được đào thải ra ngoài một cách dễ dàng hơn, từ đó cảm giác đau bụng kinh sẽ giảm rõ rệt. Đây là mẹo vặt hay để chị em áp dụng. Cách chữa đau bụng kinh bằng gừng. Gừng là một trong những nguyên dược liệu mà thiên nhiên ban tặng với nhiều tính năng tác dụng tuyệt vời. Gừng cũng có những tác dụng tốt không trong điều trị đau bụng kinh. Khi bị đau bụng kinh, bạn có thể dùng một củ gừng giã nát hoặc cắt nát nhỏ rồi đắp lên vùng bụng dưới hơn 5 phút thì những cơn đau sẽ mất. Sử dụng dầu hoặc rán cao. Dùng dầu nóng hoặc miếng cao dán vào vùng bụng dưới cũng là một cách nhiều người áp dụng. Cách này khá hiệu quả mà không đòi hỏi mất nhiều thời gian. Massage nhẹ nhàng. Phương pháp massage nhẹ nhàng lên vùng bụng dưới giúp cơ bụng không co thắt đột ngột, giảm đau bụng kinh hiệu quả. Giữ vệ sinh vùng kín không chỉ trong giai đoạn đèn đỏ mà ngay thường cũng nên vệ sinh sạch sẽ giúp bạn tránh được những nhiễm khuẩn. Và một điểm lưu ý, bạn không nên quan hệ nam nữ trong giai đoạn này. Cơ thể cần được giữ ấm. Giữ ấm cho cơ thể khiến tuần hoàn tốt hơn, không bị co thắt tắc nghẽn trong mạch máu, cũng có thể do đó không bị đau kinh. Uống sữa hoặc ăn sữa chua. Sữa chua là hay ăn sữa chua giúp cơ thể bổ sung canxi, giúp giảm nguy cơ đau bụng kinh. Do đó chị em ăn sữa chua, uống sữa chua hàng ngày để có cơ thể khỏe mạnh, đồng thời phòng chống chứng đau bụng kinh mỗi khi tháng đến. Dùng trứng gà và ngải cứu. Trứng gà, ngải cứu rất bổ dưỡng và là bài thuốc dân gian hiệu quả trong việc điều trị chứng đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều. Ăn trứng gà, ngải cứu khi bị đau bụng kinh hiệu quả sẽ nhanh chóng. Sau vài lần sử dụng, bạn cũng có thể sử dụng ngải cứu chắc thuốc uống nhiều lượng như sau. Dùng 10g ngải cứu khô, sắc kỹ, cho thêm một chút đường, ngày uống 2 lần, chứng đau bụng kinh sẽ khỏi hẳn. Với những phương pháp điều trị trên, hy vọng sẽ mang cho chị em không phải lo lắng về chứng bệnh đau bụng kinh nữa. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy bài thuốc này hay, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Liều lượng như sau. Dùng 10g ngải cứu khô, sắc kỹ, cho thêm một chút đường, ngày uống 2 lần, chứng đau bụng kinh sẽ khỏi hẳn. Với những phương pháp điều trị trên, hy vọng sẽ mang cho chị em không phải lo lắng về chứng bệnh đau bụng kinh nữa. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy bài thuốc này hay, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn.